Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ review và giới thiệu cái bên xưởng Tiện Lộc Bình, chuyên Tiện Lộc Bình gỗ hương quý vị ạ. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh anh thợ là đang dùng chiếc cưa xăng và tiện cái đang làm cái phần miệng của bình đấy, phần tay bèo quý vị nhé. Đây, đây là chiếc lộc bình gỗ hương rất là đẹp. Đây, phía bên trong là những chiếc đã tiện rồi và đang chờ để chuẩn bị làm phần tay bèo. Quý vị có thấy những cái khối gỗ rất là lớn được trồng ở đây, phần bèo cực kỳ đẹp. Tiếp theo đi vào phía bên trong này quý vị này, đây là một bác thợ đây là đang trong quá trình tiện mịn chiếc lộc bình này. Đó, thì xong cái phần phá thô rồi thì là ta sẽ đến phần tiện mịn cũng như là làm mịn chiếc lộc bình này. Đây quý vị này, bắt đầu hình thành lên chiếc lộc bình rồi. Đó, đây là chiếc máy tiện quý vị nhá, quý vị có thể xem này. Đây là chiếc máy tiện rất là đơn giản thôi, tuy nhiên là phải yêu cầu thợ kỹ thuật rất là cao, có thể tiện là chiếc lộc bình nó đẹp đều và nó một cái hình dáng bình thon đều theo tỷ lệ chuẩn quý vị nhá. Nhìn rất đơn giản, tuy nhiên là phải yêu cầu thợ rất là lâu năm kinh nghiệm. Đó, đây bên trong một chiếc này quý vị này, vân này quá tuyệt vời luôn, vân này đó, những chúa gỗ tròn đây. Và tiếp theo bên trong này thì là đây là bác thợ này, là cái công đoạn đầu tiên để làm nên chiếc lộc bình là bác đang cân chỉnh và tạo bố cục cũng như là tạo khối những cái nhát dao đầu tiên đấy quý vị ạ. Đấy, những nhát dao đầu tiên để tạo nên chiếc lộc bình đấy, để căn chỉnh rồi thì đo nó chỉnh nó chuẩn thì mới quay được tiếp theo được. Còn nếu đầu tiên mà khúc gỗ người ta chưa đều ấy mà cho vào quay thì là rất là nguy hiểm, nên là phải chỉnh cho nó đều thì mới quay được. Đây quý vị này, đó, quý vị quan sát nhé, đây là công đoạn tạo nên một chiếc lộc bình. Quý vị là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Bên xưởng thì có địa chỉ tại Văn Phúc, Cầm Kim, Thọ, và chúng tôi chuyên cung cấp các loại lộc bình. Đây là cái xưởng tiện của chúng tôi, chuyên tiện lộc bình quý vị nhé. Đây, đầy đủ các loại kích thước bằng chất liệu gỗ hương. Đó, những cái khúc gỗ thì là khổ kích thước rất là lớn, như tiện là những cái đôi lọ như này rồi. Đây, nhìn rất là đẹp, chuẩn bị lên những lối bình cực kỳ là tuyệt đẹp mà trang trí bày trong phòng khách, thu hút tài lộc thì quá là tuyệt vời luôn. Đây là từ công đoạn đầu đến công đoạn giữa, tiếp theo thì thường là có 3 người quý vị nhé. Anh thợ này là chuyên là tạo những cái phần chân đế cũng như phần tai bèo. Ok quý vị,